huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nghỉ ngơi một thời gian sau khi chia tay bóng đá Việt Nam. Tương lai của huấn luyện viên Shin Tae-yong tại tuyển Indonesia đang bấp bênh hơn bao giờ hết sau thất bại tại AFF Cup 2022. Cho dù được kỳ vọng lớn sau khi trẻ hóa đội hình và triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch hoặc gốc châu Âu, nhưng Indonesia vẫn phải dừng bước tại vòng bán kết sau thất bại trước tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh đó, truyền thông Indonesia đồn đoán huấn luyện viên Park Hang-seo là ứng cử viên sáng giá thay thế Shin Tae-yong. Lý do vì ông Park đã chia tay tuyển Việt Nam ngay sau AFF Cup 2022 kết thúc triều đại kéo dài 5 năm với nhiều thành công vượt trội. Tin đồn này khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải lên tiếng phủ nhận. Trong cuộc phỏng vấn với đài YTN vào hôm nay, huấn luyện viên người Hàn Quốc nhấn mạnh hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi nghĩ huấn luyện viên Shin đang làm rất tốt công việc của ông ấy tại Indonesia và tôi không có lý do gì để đến đó. Tin đồn này sai sự thật, bản thân tôi cũng không có ý định như vậy. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhân dịp này để giải thích về phát biểu gần đây của ông liên quan đến chiếc ghế huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc. Ông khẳng định bản thân không nghi ngờ bất cứ ứng cử viên nước ngoài nào mà Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc liên hệ. Ông nói thêm, một số bài báo đã xuyên tạc ý kiến của tôi. Trong vấn đề này, tôi luôn rất cẩn trọng bởi lẽ bản thân tôi cũng là một huấn luyện viên. Tôi không có ý chê bai huấn luyện viên ngoại hay quan điểm tương tự. Tôi chỉ muốn nói rằng các huấn luyện viên nội hiện tại cũng có đủ khả năng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. Lớp trẻ bây giờ học hỏi rất nhiều và được tiếp cận xu hướng bóng đá hiện đại. Tôi thấy có rất nhiều huấn luyện viên trẻ tài năng ở Hàn Quốc. Họ sẽ là tài sản lớn của bóng đá Hàn Quốc trong những năm tới.